Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Mình là Quỳnh và đây là bản tin Tích Daily ngày 21 tháng 6 năm 2018. Trong bản tin này thì chúng ta sẽ có những tin chính như sau. Rò rỉ ảnh hot của Samsung Galaxy S10. Bùng nổ thiết bị gian lận tinh vi trước mùa thi cử. Lộ diện mô hình 3D cùng video về 3 chiếc iPhone sẽ ra mắt trong năm 2018. Cập nhật tỷ số các trận cầu World Cup 2018. Theo nguồn tin của Ice Universe thì người chuyên tiết lộ các bí mật của Samsung, một nguyên mẫu được cho là Samsung Galaxy S10 vừa mới bị rò rỉ. Dựa trên những hình ảnh bị rò rỉ thì có thể thấy là màn hình Infinity Display đã được thiết kế hoàn toàn mới. Tuy nhiên sản phẩm không có cảm biến ở phía trước, cho thấy một điều là chúng có thể được ẩn ở bên trong giống như là Oppo Find X. Đồng thời thì cảm biến vân tay cũng có thể được đặt ẩn ở bên dưới màn hình theo những thông tin rò rỉ trước đó. Ngoài ra thì thiết bị kỷ niệm 10 năm thế hệ S cũng được đồn đại bao gồm một máy ảnh 3D cảm biến phía trước giống như là Face ID của Apple và màn hình 6.2 inch có khả năng phát ra âm thanh do phần loa đã bị loại bỏ. Từ nay đến thời điểm ra mắt Galaxy S10 thì vẫn còn ít nhất là 6 tháng nữa, do đó thì những thông tin trên vẫn chưa thể được xem là chính xác hoàn toàn về chiếc điện thoại đang hot này. Vì vậy chúng ta chỉ có một cách là chờ thêm thời gian để trả lời câu hỏi. Có thể nói trước mỗi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì các thiết bị phục vụ gian lận trong thi cử lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những ngày này thì nhiều sĩ tử đã bắt đầu săn lùng các thiết bị điện tử công nghệ tinh vi để mà trang bị vào máy tính, đồng hồ, mắt kính, cục tẩy hay là bút bi của họ vân vân. Thậm chí là còn tìm mua những tai nghe siêu nhỏ để có thể nghe được những cái âm thanh hàng ngàn km mà không bị phát hiện. Đặc biệt các thiết bị này lại có giá siêu bất ngờ, chỉ dao động từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng mà thôi. Chỉ cần đặt hàng là 30 phút sau shipper sẽ đưa đến tận nơi, không phải mất quá nhiều công sức, còn dễ hơn cả đi chợ mua rau nữa. Tuy nhiên với một mức giá hời như vậy thì không thể nào tránh khỏi việc mua nhầm đồ giả, đồ kém chất lượng đúng không nào. Nhưng mà dù cho các thiết bị đó có chất lượng đi chăng nữa thì các bạn thí sinh ơi, các bạn cũng không nên sử dụng, kẻo chẳng may ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi cử và phạm quy chế thi thì sẽ không tốt đâu nha. Vì vậy các bạn thí sinh tham gia kỳ thi năm nay hãy cố gắng tích cực học tập và tuân thủ quy chế, không nên sử dụng tài liệu hay mang tất cả những cái thiết bị trái phép vào phòng thi nhé. Chúc các bạn sẽ tự có một mùa thi thật là tốt. Mới đây thì một đoạn video dựa trên những thông tin lộ lọt về thế hệ iPhone mới đã được dựng lên. Video này đã phần nào hé lộ những chi tiết mới trong dự án phát triển smartphone sắp tới của Apple. Theo Apple Insider, một trong ba mẫu điện thoại mới sẽ tiếp tục sở hữu màn hình 5.8 inch giống như là iPhone X với tên gọi chưa chính thức là iPhone XS và có thể sẽ được trang bị bộ vi xử lý Apple A12 nhanh hơn. Ngoài iPhone XS thì mô hình 3D của phiên bản iPhone XS Plus cũng được hé lộ luôn. Theo những mô hình 3D này thì mẫu máy chỉ sở hữữu màn hình 6.4 inch thay vì là màn hình 6.5 inch như là thông tin trước đó. Và nhiều khả năng là dòng máy này vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép với phần diện tích dành cho camera tương đương với iPhone X và iPhone XS. Riêng sản phẩm thứ ba sẽ có màn hình là LCD 6.1 inch với thấu kính camera đơn lớn hơn so với iPhone 7. Một vài cái giả thiết cho rằng có thể đây chính là iPhone 9 đã bị Apple bỏ qua vào năm nào. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có thêm một thông tin nào chính thức về sản phẩm mới của Apple cả. Vì vậy thì chúng ta lại phải chờ thời gian để mà trả lời tất cả, có đúng không nào? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin của World Cup 2018 nha. Hôm qua thì Bồ Đào Nha đã đánh bại Maroc với tỷ số là 1-0. Uruguay cũng đã giành chiến thắng 1-0 trước Ả Rập Xê Út và tương tự trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran cũng đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Tây Ban Nha. Ngoài ra thì vào lúc 19 giờ tối nay chúng ta sẽ có trận đấu giữa Đan Mạch và Úc. Đến 22 giờ sẽ là trận đối đầu giữa Pháp và Peru. Còn rạng sáng ngày mai vào lúc 1 giờ sẽ là trận cầu giữa Argentina và Croatia. Như đã hứa với các bạn ở mỗi bản tin Tết Daily trong mùa World Cup 2018 thì bọn mình đều sẽ chuẩn bị cho các bạn một phần quà đặc biệt. Và phần quà ngày hôm nay đó chính là một micro karaoke Titan. Và trận đấu mà chúng ta sẽ dự đoán cho phần quà này đó chính là trận đấu giữa Brazil và Costa Rica vào lúc 19 giờ ngày mai. Thời gian dự đoán kết thúc là vào 18 giờ cùng ngày mai luôn. Để tham gia chương trình dự đoán tỷ số nhận quà tổ bố của Tết Mắt, các bạn chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản. Bước 1, subscribe hay đăng ký kênh Tết Mắt. Bước 2, like và share video này về Facebook cá nhân ở chế độ công khai. Bước 3, comment tỷ số mà bạn dự đoán cộng với 2 chữ số may mắn để random và kèm theo đó là đường link đã share video. Lưu ý, Tết Mắt sẽ không chấp nhận những Facebook ảo hay còn gọi là nick clone, không chấp nhận comment đã qua chỉnh sửa. Sau mỗi lượt đá, Tết Mắt sẽ tiến hành livestream random công bố người trúng giải một lần. Những bạn trúng thưởng ở các vòng bảng vòng 1-16 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận quà tại buổi offline của Tết Mắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018. Còn những bạn ở khu vực khác thì sau khi trúng thưởng, các bạn vui lòng gửi địa chỉ về fanpage Tết Mắt Việt Nam để bọn mình gửi quà cho các bạn nha.
Ngày hôm qua thì Phúc ganh tị với mình cho nên đã bốc thăm thử xem có may mắn hay không. Và cuối cùng là Phúc đã bốc thăm trúng. Tính ra thì từ lúc bắt đầu bốc thăm tới giờ thì Trái Mắt luôn bốc trúng đúng không các bạn? Bốc thăm tiếp tục, biết đâu cả mùa World Cup này tụi mình đều bốc thăm trúng thì sao? Đây, vẫn là như vậy, một phiếu là Brazil và một phiếu là Costa Rica. Cái năm này hơi lạ nha. Và không biết là cái lá thăm này nó có chính xác hay không hay ta. Còn các bạn nghĩ như thế nào về kết quả của các trận đấu World Cup, thể để lại comment chúng mình cùng thảo luận nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Trái Mắt. Bye bye.